Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Ngọc Trinh cầm đỏ đi tiên, Mạnh Thần cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将
将军。将军，将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Mạnh Thần buông cờ nhận thua. Mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tiên, Ngọc Trinh cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Trang Quân. Chơi đến đây sát cục Vương Thiên Nhất, buông cờ nhận thua, video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.